Bạn danh môn chánh phái có bình luận: "Tôi mà như ông Minh Tuệ, tôi sẽ lánh vào nơi thâm sơn cùng cốc suốt đời ẩn tu, đi ra ngoài làm gì, náo loạn cả xã hội." Không biết á, là bạn thuộc danh môn chánh phái nào, nhưng đọc comment của bạn á, sao mình thấy bạn nhìn đời theo hướng tiêu cực quá. Đầu tiên á, là cách xưng hô, sư Minh Tuệ đã là một bậc thánh nhân mà bạn gọi là ông như vậy á, là thiếu sự tôn kính. Thứ hai, sư Minh Tuệ thực hành 13 hạnh đầu đà, trong đó có những hạnh nguyện là ngủ nghĩa địa, ngủ bãi đất trống, ngủ nhà hoang, ngủ gốc cây, đi bộ hành suốt đời, chỉ an cư kiết hạ vào những lúc trời mưa bão. Vậy thì không thể nào ở nơi thâm sơn cùng cốc suốt đời được. Thứ ba, nếu sư Minh Tuệ ẩn tu suốt đời, thì liệu rằng mọi người có biết trên đời này vẫn còn có những người tu theo đúng giáo lý nguyên gốc của Đức Phật Thích Ca ngày xưa hay không? Em từng được sư phụ dạy rằng Đức Phật Thích Ca không dạy mọi người tu pháp môn khổ hạnh, vì mỗi người sẽ phù hợp với những pháp môn khác nhau, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, sở thích, sở nguyện của họ. Ngài dạy đi theo con đường trung đạo, tức là không quá lợi dưỡng, cũng không quá khổ hạnh, ép sát. Giáo lý cốt lõi của Đạo Phật vẫn là tứ diệu đế và bát chánh đạo. Ai thực hành theo bất kỳ pháp môn nào, miễn là không xa rời cái cốt lõi này là đúng. Và ở nội dung video trước, em đã phân tích sư Minh Tuệ đã trọn vẹn giới định tuệ trong bát chánh đạo thì không còn gì nghĩ bàn, tức đã là bậc thánh nhân. Mà đã là bậc thánh nhân thì giúp ích rất nhiều cho cuộc đời, cho xã hội. Khi vị ấy đi khắp đất nước sẽ tạo duyên, tạo phước cho những người đảnh lễ cúng dường thức ăn và giúp mọi người quay đầu bỏ ác làm thiện, khơi gợi lại hình ảnh Đức Phật và tăng đoàn năm xưa, đánh thức Phật tánh trong lòng mỗi con người. Cuối cùng, xã hội náo loạn là do ý thức con người trong xã hội này, chứ không phải do sư Minh Tuệ. Những người có ý thức, người ta chỉ tôn trọng, đảnh lễ từ xa hoặc tạo mọi cơ hội thuận lợi cho vị ấy tu tập. Chỉ những người thiếu ý thức mới chen lấn xô đẩy, ồn ào, xin phước, lấn đường xá, quay phim 24/24 nhà sư, lúc ăn, lúc ngủ, lúc tắm rửa, đi vệ sinh cũng không tha. Bản thân tôi là một giáo viên, tôi cảm thấy rất hổ thẹn cho nền giáo dục nước nhà. Nhưng tôi tài hèn sức mọn, chỉ có thể giáo dục được một nhóm rất nhỏ những học sinh của tôi. Còn phần đông ý thức thì phải nhờ cả xã hội giáo dục làm gương lẫn nhau. Tóm lại là tùy hạnh nguyện, tùy thời điểm mà một nhà sư lựa chọn con đường đi riêng của mình. Chúng ta không có quyền can thiệp hay phán xét. Hãy tôn trọng sự lựa chọn của vị ấy và tự quay lại sửa đổi chính mình. Ít nhất là giữ được năm giới đi thì hãy đặt tên là danh môn chánh phái bạn nhé.